Xin chào các bạn, đây là cái con cá rồng kim long qua bối bằng gỗ sồi, dài 5 mét. Thì trong phong thủy á, con cá rồng nó là một cái loài cá rất là đẹp. Thì các cái vảy của nó này, nó như là cái vảy rồng. Thì các cái thời mà vua chúa thì đây là một cái loài cá quý hiếm, nó nằm trong sách đỏ. Thì khi mà chúng ta bày trí mà cá rồng ở trong nhà á, thì đối với những mà cái cá mà chúng ta nuôi trong bể kính á, thì chúng ta nên là đặt ở các cái phương vị như là đông, đông nam, tây nam và bắc. Đấy. Còn đối với những cái ngôi nhà mà hướng đông bắc á, hướng đông bắc mà nhà đông bắc thì nó có ba sơn là Sửu, Cấn, Dần. Thì đối với những cái ngôi nhà mà hướng đông bắc mà hướng Sửu ở tiểu vận 9 thì bắt đầu từ 2024 đến 2043 thì chúng ta nên có một cái bể cá rồng ở cái phương vị bắc của nhà chúng ta. Đấy. Thì khi mà đặt vào đó nó sẽ kích hoạt thủy khí kim long, nó sẽ kích phát ngôi nhà của chúng ta lên. Đấy. Thì còn đối với những cái bức tượng mà về cá như thế này này. Đó, thì đối với những cái bức tượng về cá như thế này thì chúng ta đặt vào trong nhà thì chúng ta lưu ý là nên đặt vào những cái bên tay trái của ngôi nhà nhé. Bên tay trái của ngôi nhà. Và đặt chiều hướng là từ trong nhà đặt ra. Và nên lưu ý là đặt vào những các cái cung vị như là đông, đông nam. Đó, thì đông, đông nam nó đồng nguyên nhất khí thì nó mới đủ diện tích để đặt cái con cá này vào. Thì nó là như thế. Thì khi mà chúng ta nuôi cá cũng vậy, thì nên thường xuyên là thay nước. Nên thường xuyên thay nước. Tuần 10 ngày nửa tháng chúng ta thay nước một lần. Thì trong phong thủy á, cái con cá rồng này nó dùng để trấn trạch trừ tà. Đấy, thì nó có một cái thuyết nói về cái con cá rồng như thế này. Nó có thuyết nói về con cá rồng là khi mà chủ nhân nó có cái vấn đề gì, gặp biến cố lớn á, thì nó sẽ thay thế cái mạng sống của cái con này cho chủ nhân của nó. Thì nó mới ra cái truyền thuyết là của cái con cá rồng nó cứu chủ nhân, đó là như vậy. Thì thành ra là từ xưa đến nay người ta hay nuôi con cá rồng để trấn trạch. Thì đây là một cái bức tượng về một con cá rồng kim long qua bối, rất là đẹp, rất là đẹp. Đấy, thì khi mà chúng ta, những cái anh chị mà đam mê về cá này, thì khi mà mua tượng mà chúng ta đặt á, thì chúng ta nên lưu ý biết cách bài trí. Đấy, thì cái này nó đang là hàng nguyên bản. Thì khi mà chúng ta đặt về nhà thì đặt ở cái cung vị mà vượng khí, biết cách bài trí nữa thì nó sẽ giúp cái linh vật này nó phát huy rất là nhiều về tác dụng trấn trạch. Đấy, thì hôm nay mình có đi ngang qua đây và có gặp một con cá rồng này rất là đẹp, mà mình thì là đam mê rất là nhiều về cá này. Ở nhà mình cũng có mấy con cá. Thì nói về cá rồng thì nó có rất là nhiều loài, kim long, huyết long. Thì trong hai dòng này thì là cái dòng huyết long và kim long là hai cái dòng mà đẹp và đắt giá nhất hiện nay. Hoặc nó có những cái dòng như là đột biến, hắc long, ngân long, thanh long, hoặc là hồng long. Rồi có những cái dòng như là cá rồng bạch tạng. Đấy, là màu trắng. Những con như vậy là những con đột biến gen, nó rất là đắt tiền. Quá đẹp. Còn đây là cái bức một cái tác phẩm nguyên khối luôn. À, ghép hả anh? Bao nhiêu gốc anh? 9 gốc hả? À, có bản xếp dọc kỷ lục của Việt Nam luôn. 9 gốc. Đây là tác phẩm Đông Hải Long Châu, là gồm 9 con rồng. 9 con rồng là Cửu Long Trân Châu đây, đúng rồi. Đây là cái tác phẩm Cửu Long Trân Châu. Tác phẩm Cửu Long Trân Châu. Và 9 con cá chép, tượng trưng cho cá chép vượt vũ môn. Quá đẹp. Thì năm nay là 5 con rồng này. Năm nay là 5 con rồng Cửu Long Trân Châu. Nên là khi mà chúng ta có những cái tác phẩm mà hùng vĩ như này mà đặt vào cái đại sảnh thì cực kỳ là đẹp. Chúng ta dùng làm các cái bình phong để trấn trạch. Và mình cũng thấy đẹp nhất là em cá rồng này, tại vì mình rất là yêu cá. Nên là khi chúng ta lưu ý á, nuôi bể cá thì nhớ nhá, ở hạ nguyên tiểu vận 9 thì nên đặt ở các cái cung vị tây nam, đông, đông nam và bắc. Đấy, thì mỗi các cái hướng thì nó có những cái cung vị kích hoạt thủy khí ở trong nhà. Thì khi mà kích hoạt thủy khí ở trong nhà thì nó gọi là tiểu long. Con này rất là đẹp. Đấy, thì cá thì khi mà cá thì cá này kim long này, nó tượng trưng cho kim là tiền, mà long là rồng, tượng trưng cho tiền bạc. Và cái dòng cá này là các cái vảy nó như vảy của con rồng. Và đặc biệt nhất là cái con cá rồng này này, cái dáng bơi của nó rất là khoan thai,
Gián bờ rất là khoan thai, nó tượng trưng cho một bậc quân vương. Đấy, gián bờ rất là khoan thai, nên là nó có cái tên rất là đẹp là như vậy, con cá rồng. Nên là trong nhà của chúng ta mà những người mà yêu cá thì nên có một con cá rồng ở trong nhà để trấn trạch.